Kính thưa quý vị, thủ tướng mới của đất nước này đã ra lệnh cho lực lượng an ninh tổng tấn công, phải dùng cái chữ là dồn hết lực lượng để tổng tấn công vô cái trung tâm điều phối các cuộc biểu tình lật đổ ông tổng thống trước. Cái câu chuyện biểu tình đi vô chiếm dinh tổng thống rồi tắm thoải mái rồi chờ cho đến lúc ông tổng thống ông chịu từ chức mới thôi, nhưng mà họ không thôi, họ vẫn còn tiếp tục khi quốc gia đương lâm vào tình trạng bankruptcy, tức là khánh tận, dân đói khổ, đòi được cái mục tiêu chính trị của mình là ghét ông tổng thống đó. Ông tổng thống đó đã đi rồi, bây giờ cái đám biểu tình này cứ kiểu như là ăn có, tức là ở nhà không có chuyện gì làm, cứ ra cứ quậy hoài. Cho nên chính phủ bữa nay quyết định đưa ra một cái chuyện dẹp cái cuộc biểu tình này. Trong cái chuyện dẹp buổi sáng hôm nay, tức là ngày thứ sáu ở bển á, thì có một sự đụng độ đau đớn mà BBC họ chấp nhận cái chuyện này. Phóng viên của họ bị quấn luôn, bị bắt và bị cảnh sát quấn, bị cảnh sát đập mấy hình, rồi bị cảnh sát gần giống như là bắt luôn đó. Nhưng mà họ không có phản ứng gì cả, tại vì họ biết là cái chuyện mà người dân, thứ nhất là cái đất nước này quá đau khổ, đã bị bankruptcy, người dân không có đồ ăn, người dân nổi loạn, và chính quyền thì bây giờ họ làm việc nhưng mà họ làm việc trong cái vô vọng. Thì đài BBC tôi đọc cái bài, họ không có nói rõ ràng họ có khiếu nại hay không, nhưng mà cái cách tường thuật của họ một cách rất là thản nhiên, không có những cái câu nào mà lấy làm buồn hay là phản đối hay là này kia. Thì đây cũng là một cái chia sẻ của đài BBC London khi phóng viên của mình gặp cái chuyện mà đối xử không công bằng hay là đối xử một cách bạo lực, mà họ vẫn thản nhiên trong cái chuyện chia sẻ với đất nước này, chứ không phải là họ không có tiếng nói. BBC là tiếng nói mạnh nhất thế giới mà. Trở lại cho cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn bác. Thưa quý vị, tiếp đến là bản tin liên quan đến cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump nói rằng bà đã hoàn thành các nhiệm vụ chính thức với tư cách là đệ nhất phu nhân vào ngày 6 tháng 1 của năm 2021. Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump vào ngày hôm qua, ngày thứ năm, đã trả lời phỏng vấn độc quyền của cái chương trình Fox News Digital, và bà nói rằng là bà đã được gọi là report, nói đến những cái sự kiện xảy ra ngày 6 tháng 1 một cách đầy đủ. Nhưng lúc đó bà đang phải hoàn thành các nhiệm vụ chính thức của một đệ nhất phu nhân, cho nên là ngay khi mà cái thời điểm bà đang làm việc, và cùng lúc đó là đồng thời sự việc xảy ra tại Điện Capitol, cho nên ngay lúc đó thì bà không có những cái thông tin đầy đủ, cũng như là không có được cái sự report mà chính thức đầy đủ, cho nên là bà đã không có bất kỳ một cái bình luận nào, không có sự lên tiếng nào đối với lại những gì xảy ra ngày 6 tháng 1. Nhưng bà sẽ luôn luôn là người mà rất là không có thích bạo lực, và nếu như bà có đầy đủ thông tin ngay tại thời khắc đó thì bà sẽ ngay lập tức tố cáo bạo lực. Và nhưng mà tại vì cái sự việc xảy ra đó là khi mà trong một cái quyển sách của cái người mà gọi là cựu chánh văn phòng của bà lúc đó, đó là bà Stephanie và Grisham, đã nói rằng là cựu đệ nhất phu nhân đã được thông báo rất chi tiết về vấn đề xảy ra ngày 6 tháng 1, và còn có một cái tin nhắn được gửi tới rằng là cựu đệ nhất phu nhân, bà có muốn nói rằng là hãy chấm dứt bạo lực, chúng ta không nên làm như vậy, và chúng ta hãy gìn giữ hòa bình, đấu tranh trong hòa bình này kia, bà có muốn nói như vậy hay không? Thì cựu đệ nhất phu nhân đã trả lời rằng no cho cái tin nhắn đó. Và khi mà cô Stephanie Greenham trong cái quyển sách của mình nhắc đến như vậy, thì khi được hỏi đến trong chương trình của Fox News Digital ngày hôm qua, thì cựu đệ nhất phu nhân khẳng định là không, đó là một điều không có đúng, và bà đã không có đầy đủ các thông tin chính xác và đầy đủ trong cái ngày 6 tháng 1, đúng lúc mà cái sự việc xảy ra. Tại vì lúc đó bà đã đang làm nhiệm vụ của một đệ nhất phu nhân, giống như bất kỳ một đệ nhất phu nhân nào của nước Mỹ, đó chính là ghi lại tất cả những gì mà có lại ở trong cái gọi là văn phòng lịch sử của Tòa Bạch Ốc, bao gồm cả việc chụp ảnh, rồi và ghi lại tất cả các nội dung của các văn phòng lịch sử đó. Rồi cho nên bà đã phải tổ chức một cái đội ngũ của nhiếp ảnh gia, những cái
người mà viết lưu trữ có trình độ cũng như các nhà thiết kế, và đã được gọi là xếp một cái schedule là đúng ngày 6 tháng 1, cho nên lúc đó bà đang làm việc và bà nói rằng công việc đòi hỏi một sự tập trung tuyệt đối, tỉ mỉ, một cách chính xác, cho nên rằng là đó là một công việc rất là quan trọng, đòi hỏi sự cẩn trọng, chú ý đến từng chi tiết, cho nên tất cả các kế hoạch bà đã thực hiện lúc bấy giờ. Và nhưng mà bà nói rằng tôi luôn luôn ủng hộ cho cựu chánh văn phòng của tôi, đó là Stephanie Grisham. Tôi đã luôn ủng hộ cô ta, ở trong khi mà tôi đã đứng đằng sau bà Grisham sau khi bà thất bại ở trong vai trò của thư ký báo chí tòa bạch ốc. Tôi đã chào mừng bà trở lại với cánh đồng. Trước đó thì bà Grisham bắt đầu nhiệm kỳ tòa bạch ốc của mình là ở trong văn phòng của cựu đệ nhất phu nhân. Nhưng mà sau đó, đó thì bà được trở thành là thư ký báo chí của tòa bạch ốc. Sau khi mà bà Sanders mà gọi là từ chức để mà tranh cử cho tiểu bang của mình đó, thì sau đó đó thì cô Stephanie lại trở lại cánh đồng sau khi mà cô Kelly McKenney đó được trở thành thư ký báo chí tòa bạch ốc, thì bà được đón quay trở lại với cánh đồng. Và tuy nhiên lại lên tiếng nói về cựu đệ nhất phu nhân như vậy, cho nên cựu đệ nhất phu nhân nói rằng là những gì mà cô Grisham nói đã chưa có hoàn toàn đúng với sự thật của ngày hôm đó. Dạ thưa bác. Mấy người đẹp có người rắc rối quá không? Dĩ nhiên. Dạ còn phải nói rắc rối. Đó là những người đẹp, nói qua nói lại. Bây giờ tới những người đàn ông lãnh đạo thế giới, nói qua nói lại. Bản tin số 6 của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị nghĩ sao về hai cái bản tin đặc biệt mà hãng thông tấn Reuters cũng như những tờ báo lớn như Washington Post, New York Times buổi sáng nay đều có đăng cả hai tin cùng một lúc. Cái thứ nhất là Tập Cận Bình đã gửi một bức điện văn cho ông Biden. Cái hình mà quý vị thấy đó là hình Sri Lanka, chút xíu nữa mới tới. Hiện bây giờ đó thì là cái tin đầu tiên mà tôi khi tới cái tin này tôi nói cái tin vô duyên này. Ông Tập Cận Bình đã gửi một bức điện văn qua anh Biden ơi, mấy fan, tức là hai người đã nói với nhau là fan mà, mấy fan, tôi chúc mấy fan nghĩa là mau bình phục sau khi bị Covid của tôi, có bị Covid. Thì cái đó là cái điện văn của ông Tập Cận Bình vô duyên, cái thứ nhất. Cái thứ nhì là cái hình vừa rồi mà quý vị nhìn thấy, đó là việc mà Sri Lanka là cái nước bị bankruptcy, mà cái lý do bị bankruptcy đó là tại vì thiếu nợ anh Tàu nhiều quá, mà lỡ ký cái hợp đồng rồi nếu tôi không trả nổi thì thế chấp cái phi trường chính của quốc gia và cái hải cảng lớn nhất của nước này. Nước này nhỏ thôi nhưng mà hải cảng, hai cái chỗ làm ra tiền của nước này, thế chấp cho Tàu lấy hết. Bây giờ người ta bankruptcy, Tập Cận Bình bữa nay gửi cái thơ xuống cho ông Tổng thống này đó, nói ông ơi bây giờ muốn giúp gì tôi sẵn sàng giúp ông nữa. Tức là hồi xưa là mới cầm một cái bến cảng, với lại cái phi trường, bây giờ cầm luôn cả cái đất nước, thấy không? Tức là cái chuyện quá vô duyên. Tập Cận Bình làm một câu chuyện cái là bữa nay là rùi bu, hết sức là rùi bu. Sau cái rùi bu là ông Putin mà đi qua bên Tehran mà ký những cái hợp đồng, mà bây giờ nói những cái chuyện toàn là những cái chuyện mà gian ác không à. Vậy mà thế giới này người ta vẫn loan những cái tin đó. Tôi không biết là cái thế giới này bây giờ nó có phải nằm ở cái chỗ cuối cùng của tầng thế hay không, không biết nữa. Trở lại cho cô Mỹ Linh. Dạ cảm ơn bác. Vâng thưa quý vị, tiếp đến là bản tin liên quan đến vụ va chạm chết người của xe lửa Amtrak với lại xe tải ở Missouri gây thiệt hại tới 4 triệu đô la. Vụ va chạm chết người hồi tháng trước giữa một đoàn xe lửa xe Amtrak với 282 hành khách có ở trên chiếc xe lửa này cùng với một chiếc xe tải chứa đầy hàng tại Missouri. Tổng cộng thiệt hại là 4 triệu đô la. Đó là theo lời của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia mới công bố vào ngày hôm qua, sau khi họ đã có những thông tin đầy đủ về vụ tai nạn rồi kiểm tra hết toàn bộ, thì đây là cái báo cáo cuối cùng. Một report của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia được công bố vào ngày hôm qua để cho biết là cái sự việc xảy ra giữa một cái xe lửa Amtrak cũng như là sự va chạm với lại một cái đoàn xe tải. Vụ va chạm này xảy ra vào khoảng 12:40 theo giờ địa phương vào ngày 27 tháng 6 tại một cái điểm mà giao nhau, và nơi này đó có một cái biển báo dừng.
và cái biển báo là xe tải chỉ cái đường giao nhau với lại cái đường sắt để mà báo là sẽ có cái đường cắt ngang như vậy. Nhưng mà sau khi cái xe tải này đã bị tông bởi cái đoàn xe lửa thì 8 toa xe lửa và 2 đầu máy đều bị trật bánh, có 4 người thiệt mạng. Khi mà có đi trên tàu đó là Rochelle Cook 57 tuổi, Kim Hosley 56 tuổi, Đình Phan là người Việt Nam 82 tuổi. Và đội tuần tra đường cao tốc của tiểu bang Missouri đã cho biết là tất cả ngoại trừ là Bình Phan thì đã mất ngay tại hiện trường. Và Bình Phan đó là mất ngay tại ba người thì riêng cái người Bình Phan là được đưa đến bệnh viện ở trong cùng một ngày nhưng mà đã không có thể nào cứu chữa được. Và trên tàu thì có 270 hành khách và 12 người điều khiển tàu. Và cơ quan an toàn giao thông đã cho biết rằng là cái công ty là BNSF, tức là cái điều hành cái xe tải đó, đã cho phép cái xe này đã được đi, rồi cũng như là cái đoàn xe nó biết được cái tuyến đi của xe và cũng như cái xe Amtrak cũng biết rõ ràng cái hướng đi của mình. Và chuyến tàu này đi đến Chicago đang di chuyển với tốc độ là 89 miles một giờ, và nhưng mà trong cái khu vực là 90 miles một giờ thì nó phải thắng rất là gấp. Và thắng gọi là thắng mà khẩn cấp luôn, emergency luôn á, đã được bắt đầu. Thì cái lúc này đó là cái xe lửa đó vẫn đang chạy với tốc độ là 87 miles một giờ thì đâm vào chiếc xe tải chở đầy đá lớn và lao xuống một con mương ở bên cạnh đường, cho nên mới xảy ra sự việc này. Như vậy là cái xe lửa là cái gọi là phải nói là cái xe chạy xài đã làm cho nguy hiểm, và nó đã chạy mà không có kịp control lại tốc độ, và lúc đó là nó kéo luôn cả cái thắng emergency luôn. Nhưng mà nó chỉ giảm từ 89 mai một giờ xuống chỉ còn 87 mai một giờ thôi. Ở đó cho nên là nó phải thắng rất là gấp, nên sự việc rất là đáng tiếc đã xảy ra. Total thì có 3 người thiệt mạng, kính thưa quý vị. Dạ thưa bác. Bản tin cuối cùng ngày hôm nay là gửi lời khen ngợi đến thành phố Fountain Valley, lần đầu tiên trong lịch sử đã dành ra một cái chung cư khoảng chừng 55 phòng cho người nghèo ở vô trong đó lợi thức tấp, là cái giá mướn một phòng chỉ có 550 cho đến 1.400, trong khi thị giá 2.300. Thành phố này có thị trưởng Việt Nam, một ông nghị viên Việt Nam và tổng quản trị là người phụ nữ Việt Nam. Chúng tôi chúc mừng và xin ca ngợi cái thành tích này để giúp cho người dân nghèo trong cái lúc mà đương có khó khăn về vấn đề nhà cửa. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi những bản tin của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Good morning, Vietnam.